Vừa đi vào hoạt động, quán phở của Chi Pu tại Trung Quốc đã được khen ngợi hết lời, các fan ủng hộ nhiệt tình. Không để người hâm mộ phải chờ lâu, vừa mới đây, quán phở của Chi Pu đã bắt đầu đi vào hoạt động. Dù chỉ mới đăng trong thời gian chạy thử, thế nhưng quán phở của cô nàng đã thu hút rất nhiều người đến ăn và ủng hộ. Quán có tên là La Ganh, một cái tên dễ khiến người ta liên tưởng đến phở gánh của Hà Nội. Logo của quán với hình ảnh non lá cũng mang đậm chất tinh thần Việt Nam. Theo một số tài khoản Weibo có chia sẻ, trong thời gian chạy thử này, quán chỉ bán món phở bò đi kèm với quẩy, trứng chần. Bên cạnh đó thì còn có cả trà sen bán riêng. Sau khi khai trương, menu sẽ có thêm những món mới, điển hình như cà phê. Một vị khách đã trải nghiệm và có chia sẻ cảm nhận trên Weibo rằng nước dùng của phở được làm từ xương bò ninh từ 6 đến 8 tiếng, mùi vị rất thơm ngon nên ăn trứng chần trước khi thưởng thức phở. Nhớ thêm chút giấm tỏi nhé, hương vị sẽ rất tuyệt, tương ớt cũng được làm bằng công thức bí mật. Được biết, quán phở của Chi Pu sẽ chính thức khai trương vào tháng 10 tới đây.